This is me. This is my classmates. They are monsters. Đây là tôi có lòng tập ba ba. Bạn nắm rồi, nó ngồi khóc rồi bạn hiểu được là học bài bậc như nào rồi. Mà tuần này thi anh bao lâu? 2 tuần. Một ngày. Tại vì mọi người vlog tới đây là kết thúc. Quả là áp lực, có gì để chia sẻ. Bởi vì ngon. Bởi vì các bạn sẽ bị peer pressure sau khi coi xong vlog này. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với vlog của Queen City. Ta sẽ có một vlog của tên đây là Đồng nghiệp được không phải vật IELTS 7.5 8.5. Hãy cùng theo mình đến với lớp học này để xem bí kíp của các bạn khi đạt được IELTS điểm số cao hơn rồi như vậy. Let's go. Quái vật khác đó chính là Huệ Nguyên. Mình sẽ có một quick interview cho bạn Ngọc. Mình sẽ hỏi xoáy đặt xoáy cùng Lâm Nhi. Đây là Minh Phúc, Phan Thứ và Tuấn Duy. Đây là con người đã gặp được cái gỗ đê ai áo xuống chân thứ. Chỉ lúc bên đây mọi người đã vì đã trời đâu. Đôi cùng cái ai áo với nhau và cùng nghỉ học vì đau bụng. Nhưng mà gió gặp cũng đã nên cũng bị đã trời đâu mọi người. Ai leo lâm cung trên cả đời mọi người. Nhưng mà reading mình làm reading khá bộ. Nhưng mà không hiểu sao bằng sai hạt 3 phố à. Cày quá. Cày quá. Sao lâm. Speaking cũng được, speaking. Nhưng mà điểm speaking thì không còn được cao lắm mọi người. Nhưng mà mình thích speaking. Bây giờ hãy luyện cái chủ đề mà kiểu một trong không khí xong mình miễn khó được. Dũng là một người nổi tiếng với phương pháp writing. Không cần biết những từ phức tạp nhưng mà vẫn đạt đam rất là cao. Dũng có thể chia sẻ thêm điều đó không? Kịp của mình là đọc đôi mẫu. Lúc mà đọc đôi mẫu là hẳn đôi mẫu nữa chủ đề Dũng kiểu mình thể từ mẫu mà mình có khả năng sử dụng lại như lúc thì mình sẽ có khả năng. Ai cũng sẽ nói. Rõ ràng speaking. Mình cảm giác mình phải là mình không phải đâu. Nói tiếng Anh ấy, thì mình khá là khó gọi là diễn đạt ý. Vừa đúng ngữ pháp nè, từ vựng. Chắc là đối với thì mình không phải ưu tiên là sử dụng những cái complex structure hay là idiom. Writing cũng gặp cũng đã. Writing thì cũng khá là hên xui vì vô thi mà gặp đúng đề khó. Là writing. Vì sao ạ? Vì sao ạ? Hợp nhất. Nếu như gặp đề gì thì cũng sao rồi, gặp đề gì cũng ok, vẫn có khi được. Nhưng mà không biết là phải làm thế nào để khỏi định mơ. Nó cái mâm thật chứ thật là phù hợp để mà nghĩa là ăn điểm task clearance. Anh đâu có hiểu được rồi. Có thể sẽ bỏ qua những thứ giống như là tổ chức hiệu quả. Có thể nữa là đây là một cái lâm đồ ở bên dưỡng. Chỉ không phải là hoàn toàn là do cái trạng thái là dưỡng. Nhưng mà mình bị bất kỳ cái gì nào. Chắc là bộ Cambridge. Khá là kém điểm. Mình quên, mình cũng làm như bố mà mình quên tên hết rồi. Mình nhớ mùi Cambridge đó. Ngọc Bách. Ngọc Bách ơi. Vậy. Vô khi có Ngọc Bách thư viện IELTS. Cái gì cũng có hết. Rosa IELTS. IELTS trainer cũng khá giống cái đêm thực. Thằng khó hơn cám. Nhưng mà trainer thì hàng sẽ vừa đủ không khó quá. Nhưng mà quá trình khó hơn rồi mọi người nè. Bây giờ đi sao tinh thần là cũng khó hơn rồi. Đúng không? Đúng. Ngọc Bách thì á, chỉ là tư vấn thì cũng ok, nhưng mà thì cái cấu trúc của Ngọc Bách thẳng thì cũng lắm. Nhưng mà bạn ấy đọc Sinh Phi IELTS. Sinh Phi IELTS vậy đó dính nè. Vẫn việc mà làm theo từng đề được mà. Là làm mỗi lần nào là làm nguyên một bộ một cái đề của quỷ đó. Ok. Chắc học của mình rất là phân thủy nhé. Mọi tài liệu trên mạng đều quý giá. Reading khác nhau và những task writing khác nhau. Đi từ những cái cơ bản đến những cái nâng cao thì đây là một cái chủ đề.
writing của Simon. Những dạng task 1 thì rất là đa dạng và đầy đủ. Nếu muốn thì mình sẽ để link ở dưới phần description nha. Sam speaking giống như là một chuyện. Hằng ngày các bạn người phải lượng mất chuyện nha. Vừa đi xong nên có rất là nhiều mất chuyện luôn ấy. Để là bác chị hay là cái nhà chị lên lời khuyên gọi là khóc kẻ thôi. Inside cả đời Hằng chị thực sự work looking hard kiểu như kiểu mỗi mình tập trung mình lặng nghe từng câu trừ gọi là cái thinking word của họ. Cái vấn đề ý về pronunciation đôi rửa thôi mình lên đi sẵn như kiểu như cùng đưa cùng tin thôi, nhưng mà trong một trong một ngày phải có một tí để mình làm đề thì nó trong một tháng đấy thì nhất định phải có thời gian đó để mà mình có thể luyện được cái cảm giác khi mà làm bài thi ấy, để mà làm thi mình cảm giác là mình đã làm rất nhiều lần rồi, mình không sợ nữa, mình cảm thấy rất là căng thẳng rồi. Nên nghỉ bao nhiêu kỳ nào hẳn không bao nhiêu quan trọng, một cách giữ bình tĩnh cho không khí đâu. Muốn speaking đâu tiên đi cả ba, speaking khó nhất luôn. Tôi khuyên là tổ chức tương đối thôi nha cả ba. Và mọi người nên gọi cho mình một lộ trình riêng phù hợp bản thân nhất. Ok, chỉ kịp cho mọi người là hãy coi vlog của Don Thủng Quyên trước khi đi thi IELTS. Bởi vì lúc đó là mình mắc sáng nhìn sáng fast chill, đó là mình miss sáng câu thoát sáng luôn. Nghe thì tập trung chứ, cái đoạn là mình nghe, thực ra thì đoạn là bị mất 0.5 giây. Thế thì chỉ ngủ trong lúc thì speak English rồi. Sẽ cố gắng nói dài hơn trong vòng 30 giây thì đoạn nói mình bị flop. Học speaking kỳ hơn. Chọn nhiều đề thì cũng speaking hơn nữa. Vì nó có khả năng có thể là chủ đề xong rồi có khả năng mà mình có thể vào môn thí mà có nhiều chủ đề này nữa thì nó sẽ hay là để xịn như là tuệ 8.5 speaking không? Chấp trong điểm. Tuệ muốn maximum lên 9.5 speaking các mọi người. Thật là đáng sợ. Không đợi thì thêm vài chục đi về. Đăng ký khác ngay thì mọi người. Khác ngay đi. Thực ra thì mình ổn cũng khá kỳ đó nhưng mà thôi số phần thôi không thể chấp được. Sợ phải đi lên 8.5 mọi người. Ngủ nhiều hơn đêm. Dành thời gian để mà review lại cái đêm mình đã làm nhiều hơn. Mình học lại cái giảm bài và trình tập đó ra hơn. Mình sẽ viết nhiều bài hơn, chăm chỉ hơn. Lo sợ bài thì mình chưa dùng YouTube cáo lắm. Trời ơi, vô rất đỉnh không bị phát ấy. Cái xong rồi đọc một lọc lui đọc mới không có vô đầu thông tin cái nào hết, đứng ngồi tốn thời gian. Những ngày trước khi thì mình khá là suffer với mental breakdown. Nghĩ một quán lá cho mình cũng nhủ là cứ relax và cứ chill thôi, vì như chị thì mình cũng đã làm hết sức của mình rồi. Và một lời chúc dành cho các bạn đang ôn thi IELTS, cố lên và chúc sẽ cho các bạn viết tặng chậm nha. Chúc cả vào thi IELTS được giám khảo hỏi nhiều câu. Bởi vì càng nhiều câu thì càng có nghĩa là họ đánh giá cao. Chúc mọi người thi được tặng chậm. Thế là thi IELTS đủ. Mọi chuyện nó sẽ ổn thôi. Mình phân tích từ tính thi về không được thì còn không có thể lại vẫn không được đâu mà sợ. Cố gắng nghĩ đi sao nó không có phải tự tin bình tĩnh lên nha. Ok, cảm ơn Dương nhiều nha. Bye bye. Chúc mọi người thi tốt và trẻ gặp nhiều mấy bạn. Chỗ lên mấy bạn là đứa quan trọng nhất. Mấy bạn đi quan trọng nhất. Ok. Mình thi IELTS được 0.0. Thì là hay có bô. Sẽ có động lực. Nhiều bô sửa bài không? Không. Ông ơi. Kể cho anh tự nhiên. Thôi là